Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái mô hình mới này, chứ không dùng mô hình cũ nữa, tại vì đây không phải là công trình đấy. Được chưa? Mình sẽ làm một cái mô hình mới tinh nhé. Tạo một cái mô hình mới này. Rồi, ok đấy, bọn em ghi cho anh là phần mô hình móng. Mô hình móng, đặt tên là mô hình móng nhá. Tạo template là template trống này, và tạo một cái mô hình mới. Rồi, đợi tí nó lên. Thế bây giờ chúng ta sẽ mô hình phần kết cấu móng của một cái công trình cao tầng thì đơn giản thôi. Thì với trường hợp chúng ta đã có file thiết kế là file mặt bằng của file kết rồi, thì vẫn làm như các cái phần phần mặt bằng kết cấu, mình vào phần reference model, đúng không? Sau mình add model. Và đây thì mình sẽ chúng ta sẽ copy cái file kết. Đây mình copy cái file mặt bằng móng này. Và em xem cái file mặt bằng móng mà em tải ở đâu thì chúng ta sẽ lưu nó vào trong mô hình tích lao của chúng ta, đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ browse để chọn những cái file kết của chúng ta này, như thế này kia. Đấy, mình chọn cái file hay. Chọn cái file kết. Không nhìn được ở Đức. Nhìn mà đây này. Sao ta? Thì đây chúng ta lưu ý nhá, anh nói lại về cái chỗ này. Cái phần file kết ấy thì mình quan tâm ba thứ. Thứ nhất là cái đơn vị, là nó phải là đơn vị là mm unit này, được chưa? Cái này nhắc lại nhá, cái này quan trọng là phải nhắc lại, được chưa? Cái thứ hai là di, kiểm tra khoảng cách xem đây là nó ghi là nó đi ra là 1.6m3 đúng không? Nhưng mà liệu có 6m3 hay không? Ok, chuẩn luôn, được chưa? Thì là được. Đấy, thì đấy là hai điều quan trọng nhất. Và thứ ba là lưu file kết ở cái version thấp thôi. Ví dụ như là 2018 thì phải chữ ok. Tức là AutoCAD nó xếp S được mà. Thế em lưu CAD 2024 thì có khi nó không nhận được đâu. Bây giờ đời cao quá. Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn cái file CAD này. Và mình add model luôn. Rồi, em một tí mình chỉnh xong. Xong x vào nút expand. Rồi, xong. Đấy, nó ra như này, rất là nhanh. Đấy, Đức chỉ muốn là chèn vào phát là nhận được luôn thành mô hình của Tesla. Thì thế thì những người ta đi làm người ta rảnh lắm, người ta nhiều thời gian lắm, người ta đi chơi suốt, người ta không phải ngồi làm vất vả gì đâu. Sau khi chúng ta chèn file xong, nhưng tuy nhiên là ở file này thì mình không có chỉnh gì cả, đúng không? Chúng ta không có chuyển chuẩn vị trí trong két nó về không, đúng không? Nó chưa chuẩn vào khớp với vị trí của Tesla thì mình phải chỉnh nó thôi, đúng không? Có gì đâu, nào nhìn màn hình nào. Cái nút select reference model, cái này cái nút này đang được chọn, đang được bật lên thì nó sẽ đậm lên, và nếu mình bỏ chọn thì mình sẽ nó sẽ trắng và chúng ta sẽ không chọn được đối tượng nào ở đây cả, hiểu không? Thì bây giờ chúng ta muốn mua cái facet này, mình có một cách nhất là mình chọn vào cái nút này, nút này là kích hoạt lên thì nó sẽ đậm lên như này, rồi sau đó mình sẽ kích vào facet lên chậm phải cho lấy mu, được chưa? Tuy nhiên trường hợp nếu chúng ta không kích hoạt cái nút này lên thì chúng ta vẫn có thể có cách khác, được chưa? Cách thứ hai đó là cái kích vào đây, đúng không? Thì vẫn chọn được mà, vẫn là nó mà, kích vào cái này thì là chọn được cái file vào thì chuột phải chữ mu, và mình tìm vào cái điểm này, đúng không? Điểm một, mình coi điểm này là điểm góc hoạt động đi. Đây là một này, đây là một kẽ đi, đây là do mình phá block lên, nó không phải là tên trục của nó, là cái biến x plot, là một cái biến mặc định của nó đang là một kẽ đi. Rồi mình chọn cái điểm này, đúng không? Thế không làm như sau, nhìn này, chụp lại nhá, nhìn chụp đứng này, chọn một điểm trên trục đứng này, rồi mua vài điểm 0,0 rồi, được chưa? Sau đó expand ra, tiếp theo lại chuột phải mua một điểm trên trục ngang, đúng không? Mình quy ước cái điểm này là điểm giao cho trục đứng và trục ngang này, là điểm này này là điểm 0,0, đúng không? Thì mình chọn vào cái điểm điểm nào đó trên mặt đứng này này, đây một điểm này, đây xong mình mua thẳng xuống đây,
thế là chuẩn, hiểu chưa? Nó khớp rồi, nó khớp cả trục đứng cả trục ngang mà, đây được chưa? Hoặc bọn em hoặc làm như sau, hoặc làm lại nhé, hoặc là kích thẳng cái file luôn, bật chế độ bắt điểm giao ấy lên, intersection point lên, thấy không? Thấy chữ intersection point không? Thấy chữ dấu x ấy. Nào, các mình kích từ phải chọn mu, mình tìm đến cái điểm giao này, đây điểm giao đây, chúng to là điểm giao đây đúng không? Khi mình zoom vào nó sẽ có cái biểu tượng chữ x, thấy không? Các mình mu vào thôi, mu vào điểm này, thế là xong. Ok, xin mời các em mu. Thì anh Hồng không, anh sẽ không nói về phần tạo lưới đấy nhá, tại vì đã hướng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái phần móng này, đơn giản lắm. Phần móng thì cái phần răng móng nhé, thì vẫn dùng lệnh bi bình thường, được chưa? Cái các cái là giờ đó là dầm móng thì đúng hơn, được chưa? Thì nó là vẫn là lệnh beam, tuy nhiên chúng ta có thể dùng lệnh footing, lệnh chip footing. Thì là trong Tekla thì nói về phần móng thì chúng ta có hai lệnh là lệnh pad footing và lệnh chip footing, được chưa? Thực ra thì cái lệnh thằng chip footing nó không phải là nó không phải là móng, không phải là răng móng, không phải là dầm móng, mà nó là móng băng, hiểu chưa? Nó đúng là phải là móng băng. Còn ở đây thì mình có thể dùng cái thằng chip footing để tạo cái răng móng này được, tại vì nó giống như nhau mà, vẫn bích điểm thôi. Tuy nhiên là để mô đến phần cốt thép ấy thì nó lại khác, đúng không? Cốt thép của răng móng khác cốt thép của móng băng, đúng không? Răng móng thì có khi nó tự mấy lớp luôn, ra cường ra kích đủ các loại, còn móng băng thì nó khác, đúng không? Móng băng thì dùng những công trình đơn giản thôi, những công trình thấp tầng thôi thì cũng làm móng băng, nhưng nhà cao tầng trái dùng móng băng cả, đúng không? Thế đây mình sẽ vẽ, của em là vẽ cái phần đài móng trước nhé, tại vì cái đài móng này nó quan trọng hơn, khối lượng nhiều. Thì đơn giản hơn, mình cứ đi từng cái đài móng một. Đây đài móng DC2 này, mình cứ làm từ góc 0,0 mà đi ra thôi, đúng không? Thì để vẽ móng băng, em vẽ cho anh dùng lệnh pad footing. À, để vẽ được đài móng thì dùng lệnh pad footing, hay gọi là nó gọi là móng đơn đấy. Còn mà có cọc hay không là việc, cọc thì chúng ta vẽ bằng lệnh column nhá, cọc thì bằng lệnh column đấy, nên là nó phân biệt ra nhá. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ dùng lệnh pad footing, được không? Nhìn màn hình này, mình sẽ khai báo này, bây giờ lệnh pad footing và mặc định thì em kích vào cái biểu tượng này là đủ rồi, nó vẫn hiểu là lệnh pad footing, được chưa? Ok chưa? Này thế đây, đơn giản lắm, mình sẽ tạm thời quy ước nhá, tạm thời quy ước, tại vì mình không có khai báo hệ lưới cao độ gì cả ở đây cả, thì mình coi như là 0,0 là mặt móng nhá, không có gì thay đổi cả. Thì nếu cái móng của bọn em nó khi bọn em làm vào công trình thì cái móng nó sẽ là ở âm một độ 3 mét chẳng hạn, thì bọn em phải chèn cái facet này cao độ là âm 3000. Khi mình chèn ấy thì mình phải chỉnh cho nó ở cái chỗ Z này này, hôm trước mình học rồi mà, đây là âm 3000, nhớ không? Đó thì phải nhớ cái đấy nhá, không là sai về cao độ. Còn này tạm thời mình cho là 0,0. Khi đưa vào cái pad footing này thì chúng ta sẽ khai báo như sau. Đầu tiên là tên thì bọn em gửi cho anh là footing, ok, được chưa? Phần profile chính là tiết diện của nó, thì đây ví dụ như cái thằng là DC2 này nó sẽ là rộng 900, cao, rộng dài hay là cao cũng được, 21 ở dài, rộng dài, cao khác đúng không? 21 được không? Thì trong Tekla thì quy ước của thằng Tekla nó hơi ngược là phải H đến B, thì B nhập là 2100 nhân 900. Đây là cái thứ nhất, cứ nhìn lên màn hình đi. Về material mình cứ để C40 nhá. Rồi và phần finish của em có cho anh chữ DC2 vào đây. Đó, hiểu chưa? Cái này mới là DC2 chứ không phải đây là DC2. Thực ra cũng tùy thôi, quy cách quản lý của mỗi người thôi. Nhưng mà anh thì anh hay nhập ở đây, được chưa? Nhưng anh không được tính tiền đó nhá, để DC2 thôi. Rồi ok. Rồi cái phần get unit, à cái phần con này quan trọng nhất là cái phần position này. Thì ví dụ cái móng của chúng ta sâu chiều cao là 1 mét, thì mình đang vẽ ở mặt móng là cao trình âm 3000 chẳng hạn, thì top nó sẽ phải là, ví dụ top là sẽ là âm 3000, còn đây sẽ phải là âm 4000 đúng không, thì mới là thành 1 mét được đúng không, đúng không ạ? Còn nếu không thì còn trường hợp này chúng ta để không, đây cho âm 1000 đi. Ok xong, nhìn anh làm này, pick vào điểm này, bốn góc
ready xong. Ok, xin mời các em làm cho anh một một cái đài trước đã rồi tính tiếp. Các em sẽ kích chuột phải cho lệnh mu nó vào mu, nhưng mà không, nhưng mà đấy là cái lệnh mu, còn anh hướng bọn em chỉnh trên phần property của nó có hai, một là mình mu vào như này, đây mu vào đây được chưa, cũng được không sao cả. Hai là chúng ta sẽ làm như sau, ở phần position, ở phần vertical mình để là gì, nó muốn lên trên đúng không, thì là để up. Phần horizontal ngang để sang right, ta modify là xong. Đấy, được chưa, up với right. Tất cả các thứ mình vừa khai báo thì nó không 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 có gì là đặc biệt cả, nhưng chỉ có chỗ này là đặc biệt một chút thôi, cho phần catalyst lumbering này. Cái này nó liên quan đến cái việc là thực ra cái này nó sẽ phù hợp cho đến cái vấn đề mà khi mà làm bản thể shop drawing cho này nó sẽ quan trọng hơn. Thì chỗ này á thì bọn em khi bọn em thiết kế, bọn em đúng vai trò là người thiết kế đồng thời là cả người tạo mô hình á, thì cái này chúng ta có thể tự cho được là có thể là BF hay là M, tức là M1 M2 á, sau này mai phần mềm nó sẽ đánh số ra các cấu kiện là M1 M2 rồi các móng, hoặc là PF1 PF2 hay là hoặc là ở trong trường hợp này là DC đúng không? DC1 DC2, cái chữ DC2 đây này thì nó là do người ta vẽ kết người ta tự cho thôi, hiểu không? Còn trong tích là hay các phần mềm BIM thì là nó gì, nó sẽ tự động cái này, automatic cái đấy. Thì cái này nó chính là M chẳng hạn, hay là DC đây chẳng hạn, mình nếu mình gọi DC đây chẳng hạn, không phải ghi DC2 nhé. DC thì là sao, thì sau này nó sẽ có rất nhiều cấu kiện thì nó sẽ tự động đánh số DC1 DC2 thì sẽ bài, mình được lấy cái thông tin đấy ra thôi, hiểu không? Ví dụ đây của mình có ba anh em là ba người, mỗi người ở đây một vị trí DC1 DC2 DC3, thì đến lúc mình anh chỉ cần cầm cái gì đó lấy cái ghi chỉ vào đấy, biết này là cái DC mấy. Thì bây giờ cái chỗ, nhưng mà vai trò trường hợp nếu mình là nhà thầu thi công đấy, thì cái chỗ này thì mình lại khác, lại nó lại hơi khác một chút. Thì nhà thầu thi công thì bản vẽ là nó chỉ định cái này là DC mấy rồi thì ông không được thay đổi nữa, đúng không? Nó là DC2, nó cố định là DC2 không được đổi. Thì trường hợp nếu mình là nhà thầu thi công, mình gõ này, mình sẽ gõ đây là DC2, hiểu chưa? Thì sau này nó có DC2.1, DC2.2, DC2.3, nhưng mà tất cả đều là DC2, không lẫn hơn có DC1 được. Nếu trường hợp em là nhà thầu thì em phải gõ phần prefix này, chỗ này, cái ô này phần là prefix, được chưa? Đấy, lên chữ prefix này. Thì cái này là liên quan đến phần đánh số cấu kiện. Còn cái chỗ finish DC2 này, anh gõ đây chỉ mục đích là gì? Em ai mình lọc nó nhanh không? Anh lọc tất cả những thằng nào DC2 nó ra phát luôn. Mình gọi là thêm, mình tự thêm vào thôi để mình kiểm soát được xin. Hiểu không? Còn nếu không thì một số bạn này có DC2 ở đây cũng không sao hết, được chưa? Rồi, nhưng mà đấy, anh giải thích kỹ hơn thì các em hiểu. Thì chỗ này trường hợp nếu em là nhà thầu thi công thì em có DC2 vào đây, được chưa? Rồi. Lên à? Không phải cái prefix. Hai cái này có cần giống nhau hay là hai cái khác nhau? Không cần. Đấy, cái finish thì em không cần nhập cũng được, hiểu chưa? Nhưng cái phần prefix thì phải nhập, bởi vì sau này nó liên quan đến phần shop drawing là cái phần thi công. Cái phần này là phần quan trọng, là phần liên quan đến trực tiếp cái việc sản xuất, em hiểu không? Phần thi công cái nó phải chính xác chứ, không thể không có được, tại vì nếu không có thì đâu biết cái này móng này là cái móng gì đâu, hiểu chưa? Đấy, đúng chưa? Thì phải biết nó là cái móng gì. Thì cái chỗ prefix này là bắt buộc có, được chưa? Kể cả là còn trường hợp em, nếu mà em là vai trò là người thiết kế thì cái này nó lại hơi chủ động, mình có thể tự cho được, em hiểu không? Thì tuy nhiên nếu em là vai trò là người thiết kế mà em lại thiết kế bằng tagline từ đầu thì thực ra cái này liên quan đến phần tính kết cấu thì nhiều hơn. Cái người tính kết cấu sẽ quyết định cái này là DC mấy, nó lại là ở trong bảng tính cơ, người ta sẽ chỉ đi. Tại vì bảng tính nó sẽ tính được cái ông móng này là thép mà giống nhau thì nó sẽ cho, hoặc là các cái thứ về cấu tạo là giống nhau thì nó cho chung một tên. Thì cái này mình tự cho được, mình cho thẳng đây là DC2 hay DC1 là do mình, còn nhà thầu thì cố định cấm được sai, đúng không? Em hiểu cho hơn chưa? Còn một cái trường hợp nữa, một cái ý nữa là nếu mình là nhà thầu, nếu mình là người thiết kế thì mình có thể cho tất cả các móng đều là DC, em hiểu chưa? Em cứ để đây mặc định là DC, còn lên mai phần mềm nó sẽ đánh ra cái nào là việc của nó,
Em hiểu chưa? Đấy, các em hiểu tất cả các trường hợp xảy ra chưa? Thì chỗ này mình có thể là mình để DC được nhá. Ok, để DC đi, còn không cần nhập DC2. Được chưa? Còn nếu mà vai trò chúng ta là nhà thầu mà bản vẽ đã cố định như này thì mà các em phải cho anh DC2. Rồi. DC2 nhá. Mình gặp trường hợp mình là nhà thầu được không ở các em? DC2 vào đây cho anh. Rồi. Gặp gắn là gắn mình là nhà thầu. Ok, đấy em chỉ cần sửa cho anh cái chỗ này là DC2 là xong. Sau nhiệm vụ rồi, chúng ta sẽ nhìn lên màn hình này. Nhìn lên màn hình này. Anh sẽ dùng lệnh copy. Copy sang bên này. Rồi, copy sang bên này. Thì nhiệm vụ các em copy cho anh toàn bộ các cái phần móng, mình chỉ làm cái khu vực này thôi nhá. Nhìn này, đến trục này thôi nhá. Nhìn thấy chưa? Đến trục khu vực này thôi nhá. Chung. Đến chỗ này thôi. Toàn bộ khu vực này mình sẽ mô hình, chiều nay mình sẽ mô hình toàn bộ khu vực này. Rồi, mô hình cho anh toàn bộ, copy cho anh toàn bộ ra những cái DC2, toàn bộ những chỗ DC2 nhá. Xin mời các em. Làm luôn đề được. Tại vì nó giống nhau mà, mình cần gì phải làm ở đâu, chỉ cần copy thôi. Chỉ DC2 thôi nhá. Không cần phải làm cái khác đâu. Ngồi kích thôi. Rồi. Xong. Đấy. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái móng DC3. Đấy. Cái móng DC3 này thì tất nhiên là nhìn nó này thì chúng ta sẽ mình sẽ làm sao để đơn giản nhất có thể, được chưa? Anh hướng mời em đơn giản nhất có thể. Có là mình làm như sau. Mình kích vào cái thằng DC2 này, chuột phải copy. DC2 sang DC3. Rồi, xong. Rồi, copy cho anh một cái DC3 thế này. Đầu tiên các em kích nút vào cho anh. Sửa cho anh mình DC3 đã. DC3. Thì hai thôi. Còn còn cao độ thì nó sẽ tạm thời cứ để 1 mét hết đi nhá. Đấy là cái DC3, sửa cho anh thành DC3. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa tiết diện này. 1950 đúng không? 1950 luôn, 1950 chứ chính. Nhân bao nhiêu? 21. 2100. Đúng không? Nếu mình vào ghi vào cái điểm này mình đặt thì nó sẽ không bị lệch. Nếu mà mình anh chỗ này thì chẳng biết nó có đúng không, nó sẽ lệch ra cái chắc. Thì cách một là mình sẽ tạo cái móng vuông hay chữ nhật tùy, xong đó mình cắt nó đi. Được chưa? Đấy là cách một nhé. Cách hai, đây là ví dụ là cách một này. Cách hai là mình sẽ vẽ bằng cái lệnh này. Mình vẽ là anh làm cho em xem nhé. Cách hai mình dùng bình slab cho em 1 mét. Đấy. Cái phần bôi thật là để bì hai chắc là nó sẽ sâu xuống bên dưới, đúng không? Và đơn giản là mình gì, mình pick một điểm vẫn là tên là DC2, DC3 này. Đây nhìn anh làm cái này thì bọn em biết làm lệnh slab rồi đúng không? Thì anh chỉ nói cách làm thôi, pick điểm thôi mà. Rồi giữa kết thúc lại sao? Nhanh không? Rồi cái màu giống gì cho thành màu giống thôi, màu tám thôi. Ok chưa? Xong rồi. Thì cách này thì nó sẽ là gì? Nó sẽ làm nhẹ mô hình. Thì chúng ta sẽ không phải tạo thêm hai đối tượng cắt ở chỗ này nữa. Nhưng mà tuy nhiên về mặt đối tượng thì nó lại là đối tượng slab. Được chưa? Nhưng mà mọi thứ không sao cả, bởi vì mình có cái prefix là DC rồi, mình lọc được. Mình gọi đây là footing, nó có cấm mình gọi footing đâu. Được chưa? Đấy là cách này nhé, cách nào thì cách này cũng sẽ dùng cho ví dụ như chỗ này này. Cái đài móng mà nó đài móng thang máy của bọn em ấy, nó rích rắc xong mà nó thụt ra thụt vào cắt chỗ dày chỗ mỏng thì anh khuyên lên dùng được slab. Còn cái đài móng này thì mình dùng lệnh footing này là được, tại vì nó có cao dày móng khác nhau đâu, tiết diện nó cũng không phức tạp. Thì cái này mình sẽ vẽ bằng lệnh edit cho anh. Chúng ta dùng lệnh line cut
nhìn nhìn lại cắt không? Đấy, cắt part with line. Mình kích vào lệnh line cắt này, mình kích đối tượng này, nhìn này. À, phía sau nhá, nhìn này, không cần chọn đối tượng trước đâu nhá. Pick vào lệnh line cắt. Pick vào đối tượng. Đấy, xong mình nhìn này. Pick một điểm. Bất kỳ trên đường này, một điểm đầu tiên này, pick điểm thứ hai thì bất kỳ luôn, không cần phải hai điểm gần nhau, hai không cần phải đi qua đối tượng. Rồi, pick hai điểm tạo thành mặt phẳng cắt và pick một điểm bất kỳ bên nào mà mình muốn bỏ đi, bên này. Sao? Nó đã đi. Nó đã bỏ đi rồi. Rồi, lệnh nó cắt tiếp theo bên này, bắt điểm. Pick đối tượng bắt điểm hai điểm, xong chỉ bên này. Sao? Hết rồi. Đấy, mình đã tạo ra một đối tượng. Nó tạo ra một cái hai cái led cắt, cắt được cái đài móng của chúng ta, nó thành cái đài móng vát. Đấy, ok, xin mời các em nào. Khi mà chúng ta tạo đối tượng cắt như vậy này, nó sẽ tạo ra một cái đường cắt này đúng không? Nếu các em mà xóa đi thì nó lại về hình cũ. Đúng chưa? Đấy, mình undo lại cái thì nó lại nha. Thì ở đây cái đối tượng này, nhìn màn hình này, cái đối tượng này nó gọi là một đường cắt tinh. Được chưa? Nếu mà chúng ta dùng lệnh fit part end là lệnh cũng là một lệnh cắt bởi một cái mặt phẳng, nhưng mà nó khác với lệnh line cắt là gì, là nó sẽ tự động trừ bên nào ít đi, bên nào nhỏ hơn thì mình tự trừ đi. Còn đây cho phép mình chọn bên nào mình muốn, hiểu không? Rồi thì cái đường cắt tinh và đường fitting này chúng ta sẽ thường thường là không mở nó lên, không để nó hiện lên như này, chẳng may chúng ta xóa nhầm cái thì hỏng mô hình lại về cũ. Thì làm sao để tắt nó đi? Đó là kích nút bảo view. Kích nút bảo view, chọn phần display. Và các cái nút nào mà cắt và fitting này mình sẽ không bật, không tích vào còn modify. Xong, nó sẽ không hiện lên này nữa. Bỏ tích đi, tức là mình sẽ không cho nó hiện lên. Đó, thế là ok. Sau khi chúng ta làm xong một cái, chúng ta copy đi. Những cái móng nào cùng hướng thì dễ rồi đúng không? Đúng không? Và cái móng ngược hướng thì đơn giản là có cách nào mình có làm như thế nào. Ví dụ cái móng này đi, copy cái móng này ra, nhìn này. Đây, cái thằng này ra đây. Đúng không? Thì cái móng bên này thì mình có dùng lệnh mirror thôi. Có gì không? À, nhìn anh làm này. Khi mà em copy đi một cái ra một đối tượng khác thì các đối tượng cắt này nó lại hiện lên. Để nó mất đi, các em kích vào view, chọn redraw view. Giống như là refresh trên màn hình Windows á, thì nó lại refresh cái view đấy, refresh chúng ta. Thì coi như là nó lại không bật lên gì hết. Đấy. Sao mà etap mà cũng có lệnh refresh mà. Đúng không? Có lệnh refresh. Thế thì từ tìm xem, trong sát là có những etap lại không dùng nhiều hay không biết. Đấy. Thì cái móng đối diện ngược lại thì anh chị bọn em dùng lệnh copy nhé, nhìn này. À, copy mirror. Đấy, copy vào lệnh. Chọn vào đối tượng này, dùng chuột phải copy special mirror, được chưa? Đấy. Rồi, đơn giản lắm, mình chỉ cần chọn một điểm. Ví dụ là nó sẽ đối xứng qua cái thằng cái đoạn này chẳng hạn. Mình chọn một điểm giữa đây này. Nó chọn một điểm bất kỳ bên này, một điểm bất kỳ. Nó sẽ ra cái ra các thông số, như là mình chỉ cần ấn vào chữ copy nhé. Ấn vào chữ copy mới được. Ấn chữ ok thì nó sẽ không thực hiện lệnh nữa nhé. Ấn chữ copy mới được. Sao? Đấy. Sau em lại copy cho anh những chỗ nó tương tự. Xin mời các em nào cho anh những cái đài móng DC3. Mình sẽ làm cái bê tông nốt, mình sẽ mô hình cái bê tông nốt cho cái đài móng DC2 trước, tại vì nó dễ. À, các em nhìn màn hình này. Chúng ta làm đơn giản lắm, cái này rất là dễ thôi. Anh có thể là làm như sau, cái control này xoay lên này. Làm trên 3D cũng được mà 2D cũng được, tùy nhá. Thì chúng ta có các cái đài rồi. Bây giờ mình chỉ việc làm có bê tông nốt thì rất là đơn giản. Chỉ lệnh duy nhất là lệnh copy. Như này. Kích vào cái đài, mình chuột phải copy từ trên này xuống dưới này thôi, là được một cái cục bê tông nữa, x3 nó ra rồi. Để ví dụ thế rồi, thì cái đài này thì nó sẽ phải là mình chỉ chỉnh chiều dài nó thôi mà, để sửa x lúc vào đây sửa. Ví dụ đây là âm 1 mét, này dài là dài 100 đúng không? Rồi, âm 1 mét 1 xong. À, rồi sửa tiết diện là nó sẽ cộng mỗi bên là 200, mỗi bên là 100 thì tổng thêm là 200, là 2m1 cộng 200 là 2m3, cái này chính trở thành 1m1. Xong, được chưa? Và một lệnh move, nhìn anh move này, dùng lệnh move special line layer.
Đấy, nhìn vào đây nhá, nhìn kỹ nhá, cái này quan trọng. Thì nhìn vào cái này và phải nhìn vào trục tọa độ x, y và z. Ví dụ mình cần mua về đằng sau này đúng không? Được chưa? Thì nó sẽ là theo chiều ngược của trục y âm 100. Mô ngược của trục x âm 100. Bỏ cái tọa, bỏ tích đây là được rồi. Không cần bỏ về không đâu. Sao? Như vậy chúng ta lại có cái bên trong nó. Chuẩn chưa? Và mình sửa cái này thành cho anh thành lean concrete là bê tông nót này, lean concrete, và cho anh thành cái mác ví dụ để C20 cho anh, và màu để màu 2, và cái này prefix để anh là LC. Đấy, xin mời các em nào. Tuy rằng thao tác là hơi nhiều nhưng mà đầu tiên copy xuống và chỉnh cái thông tin trên màn hình. Đây anh có một lệnh copy special khác. Chứ phải copy special another object, được chưa? Đấy. Tích vào đối tượng mình cần di chuyển đi này, cần copy một loạt đi. Không phải một loạt mà là nhanh special another object. Đối tượng show object là đối tượng nguồn, là cái đài bóng này, mình sẽ lấy là cái đài bóng này, tham chiếu là cái đài bóng này. Và cái đối tượng đến là những cái thằng này. Đấy. Nhanh không? Mà chỉ đối tượng giống nhau thôi nhá, người khác nhau thì không được đâu nhá. Đấy, làm cho anh được chưa, làm cho anh đi. Đấy. Ok. Đấy. Copy special là thôi. Đấy, cái này móng bên nó đấy đầy đủ luôn. Đây DC3 này, đây dễ lắm. Đây, xoay đây, xoay vào xuống dưới này nhá. Được chưa? Nhìn xuống bên dưới. Tức là nó nhẹ xoay dễ. Đấy, đơn giản. Được chưa? Đó. Siêu nhẹ luôn. Các phần mềm dựng 3D chỉ có Tekla và Su. Su là SketchUp. Là rất là nhẹ. Rồi, nhìn này. Chúng ta sẽ kích thúc vào lệnh Concrete. Kích vào lệnh Concrete, kích vào lệnh Slab. Kích thúc vào lệnh Slab. Kích thúc vào lệnh Slab. Tay báo. Lệnh Concrete. Bên trong nó. Nhìn màn hình, đây, lên concrete, dài là 100, màu 2, C20, để là B2, LC, tất cả LC hết, được chưa? Rồi, nhìn anh nào này, nó không có gì cả, chỉ có mấy cái này thôi. Rồi, nhìn này, pick, 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 và chuột giữa, xong. Ok, là mình sẽ offset sau nhá. Làm cho anh một cái cục ở dưới này. Trong cái dự án này của chúng ta ấy, thì nó chỉ có mấy cái đài đơn giản này thôi. Dầm thì dùng lệnh beam rồi, đúng không? Nào, tuy nhiên ở trong đoán này thì ví dụ như cái móng này thì nãy có nói rồi đúng không? Là cái móng nó hình thù nó phức tạp hơn thì dùng lệnh slab. Đúng không? Đấy, khai báo các thứ. Dùng lệnh slab để mình khai báo. Mình sẽ vẽ ra các cái foil này. Được chưa? Sau đó mình đặt tên là footing, vật liệu là vẫn là smart như vậy, và prefix như thế, màu như thế, màu y như cái kia nhá. Đấy. Còn ví dụ như cái đài này mà nó lại chỗ này nó dày 1 mét, chỗ này là dày 500, thì mình dùng lại cắt cắt đi thôi, hiểu không? Đấy là cái phương pháp để mình làm với những cái hình thù nó phức tạp. Có nhiều cách lắm, nên là cách mình hoàn toàn làm bằng những cái lệnh cơ bản, mình chưa có can thôn những cái gì phức tạp ở đây cả, cái gì khó thì hỗ trợ vào những cái gì khó thêm. Ok chưa? Thì bọn em là như vậy là chúng ta có thể làm được cái phần móng của công trình này rồi. Cả công trình thực tế này cũng còn dễ hơn cả đồ án này luôn. Đấy, nó chỉ toàn những cái móng đơn giản này. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần dầm móng này. Thì bọn em làm như sau, vẫn là dùng cái lệnh beam như bình thường, nhưng mà sẽ dẫn. Mình sẽ chọn mấy vị trí phức tạp nha. Rồi anh sẽ làm cho bạn em mẫu là mẫu này, lên DC1 đây, DC1 nó bé bé đây thôi. Thì vẽ móng vẽ dầm thì bọn em để ý tương tự như chúng ta vẽ sàn ấy, thì chúng ta sẽ phải vẽ từ mép đến mép, nhưng tuy nhiên chúng ta có thể vẽ thẳng luôn. Nhìn anh làm này, mình vẽ một cái beam xem cái diện ở đây ví dụ là bao nhiêu đây, cái thằng này là đúng không? Mình sẽ khai báo như nào cho nó hợp lý. Cái chút 2 này, cái chút 2 để vì sao, nếu không cái chút 4 thì nhìn nó sẽ nhìn hơi khó. Cái chút 2
Đầu tiên 600 nhân 300 rồi là 1. Nếu mà mình là đơn vị thi công, mình nên sẽ phải theo tuân theo đây là GM9, đúng không? Cả đây là GM9 đúng không? Thì prefix thì phải là GM9. Nếu mà làm theo ở cái cạnh là mình là vai trò mình nhà thầu là GM9 nhá. Rồi đây là cái template này. Đây tất cả các thứ ok rồi, vật liệu các thứ xong. Chỉ khai báo mỗi profile, prefix và precast là thành các template là nhìn anh làm. Vẽ một phát là kịch từ bên này thôi. Đây là điểm này này. Kịch xuyên qua đây thôi. Rồi, xong một cái escape thuận lợi. Quét vào cái dầm. Tắt đèn đấy nhá. Move. Từ điểm này qua đây. Ok. Cái xuyên thẳng. Vẽ là cái dầm này rồi thì chúng ta dùng edit. Lúc trước mình đã làm rồi đấy. Dùng này split, bây giờ dùng split này. Đó, split này ngắt thành hai đối tượng. Click vào lệnh split như này, không cần chọn đối tượng trước, click vào lệnh split để click vào cái dập là cái dập này mình chọn vị trí là ngắt. Ví dụ chỗ này nó cần phải ba đoạn đúng không, mình chọn giữa này đi một đoạn này, tiếp theo ba đoạn được chưa, xong một đoạn, hai đoạn, về ba đoạn sau. Xin mời các em nào. Nó vào phần update cái dựng component có lệnh 13 face các chuẩn F đấy, để mở cái bảng update cái dựng component và có số 13 lệnh 13 lệnh fisting, tìm đến lệnh fisting làm như sau, nhìn kỹ này đấy. Anh sẽ dùng lệnh clip plan để bọn em xem này, em không cần làm đâu đấy. Mặc định nó nhìn nó đẹp đúng không? Long lanh cảnh đào đẹp dã man luôn đúng không? Nhưng mà thực ra nó đang bị thừa khối lượng đấy. Đây, thấy chưa? Cái móng của chúng ta đang đi vào trong này. Thì chúng ta làm như thế nào? Click vào đây, clicking. Click một cái xong rồi click nút luôn nhá. Click vào đây cái bảng này, cái này thì không cần. Click cho anh vào cái đài, click cho anh vào cái dòng, xong. Nhìn này. Đấy. Xong. Nó sẽ tạo chúng ta một cái đường cắt. Thấy không? Và cái dầm đã bị ngắt tại được cái mặt phẳng này đó. Đấy. Được chưa? Ok, xin mời các em nào kích vào cái đài từng cái một nhá. Tuy nhiên này, làm xong cái chương trình hướng dẫn này, nhìn này, tuy nhiên là những vị trí này, những vị trí mà nó bị ngắn này, em nhìn này, em để ý cái làm đi xong rồi có vị trí cây em sẽ mắc.